Mấy tháng nay á, cái trường này á liên tục gặp phải những scandal không hay nè. Đến nỗi giáo viên á phải bỏ trường mà đi. Bây giờ á thêm á đạo đức của những em học sinh như thế này nữa. Chịu kỷ luật vì một điều mà mình không làm ư? Công bằng ở đâu ra vậy thầy? Lần sau... Không có lần sau hết đâu Nguyên ơi ạ. Tôi không cần. Thà để tôi thôi học còn hơn làm ảnh hưởng đến người khác. Lần này để giữ thanh danh của nhà trường, bắt buộc phải phạt hai tụi em nặng như vậy để làm gương. Xin lỗi, tôi bỏ nhảy rồi, cô kiếm người khác đi. Sinh ra trên đời cha mẹ cho đôi bàn chân, bước vẫn cứ bước chắc có điều gì hối hận. Đã vài lần đặt tay mẹ dây vọng với sự cuộc sống và thứ lên bàn cân, nhưng hết tôi còn sống là tôi còn viết và còn rap, nên tôi cũng chỉ đơn giản một công hiến như là bao con người khác. Sống thật lặng lẽ, nuôi ước mơ thật nhỏ bé và mộc mạc, công hiến cho đời trong từng câu thật chất phát ngồi làm nhạc. À, đã có lúc tôi chỉ như vậy dừng lại vì bao trận đấu kia, nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì.